Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thị trấn Đạo Đức huyện Bình Xuyên tổ chức lễ hội kéo song làng Bảo Đức Xuân Giáp Thìn 2024. Đây là năm đầu tiên thị trấn tổ chức lại lễ hội sau hơn 20 năm bị mai một. Hàng ngàn người dân cùng du khách thập phương đã có mặt tại thị trấn để tham gia lễ hội. Lễ hội kéo song ở thị trấn Đạo Đức năm nay được tổ chức chính thức từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng Giêng với ý nghĩa cầu một năm mưa thuận gió hòa. Mặc dù trải qua thời gian và nhiều biến cố lịch sử, nhưng cách thức thực hành và những nghi thức của lễ hội vẫn còn giữ nguyên giá trị lịch sử, thể hiện tính cộng đồng, rèn luyện sức khỏe, bền bỉ và sự khéo léo của người tham gia. Do về tình hình kinh tế là sẽ vừa rồi là cũng bị gián đoạn khoảng hơn 20 năm nay, thì năm nay là được các nhà tài trợ, các mạnh thường quân đã ủng hộ và được sự ủng hộ của nhân dân là khôi phục lại cái lễ hội kéo song vào cái dịp Tết Nguyên Đán hàng năm. Thì Ủy ban nhân dân thị trấn tôi cũng rất mong muốn là cái lễ hội kéo song sẽ phát triển ra toàn thị trấn chứ không phải là riêng gì cái khu vực làng Bảo Đức. Trực tiếp tham gia trò chơi kéo song mới thấy hết được không khí tưng bừng phấn khởi của lễ hội của mùa xuân, cảm nhận được niềm vui, sự phấn chấn khởi đầu cho cả một năm tốt lành. Mọi người cùng reo hò cổ vũ cho các đội kéo song. Hiện nay, làng Bảo Đức có 10 đội kéo song cả nam và nữ tham gia ngày hội, mỗi đội cử 23 người trong một đội kéo. Năm nay làng Bảo Đức ta khôi phục lại lễ hội kéo song. Nhất là rất vui vì cái tinh thần của bà con lúc nào cũng đoàn kết như này. Thứ hai nữa là chúc bà con sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe, thắng lợi lớn và duy trì cái lễ hội này mãi mãi về sau để đời ông, đời cha, đời con, đời cháu để giữ gìn bản sắc này. Theo quy định của trò chơi, những người tham gia kéo song phải ngồi từng đôi theo vị trí quy định, hòa mình vào lễ hội kéo song mới thấy được tinh thần tập thể, tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm. Đây là những trải nghiệm khó quên cho dịp đầu xuân năm mới tại địa phương này. Có một cái lễ hội như thế này là cũng rất mà mong muốn để khơi dựng lại. Nó từ thời năm 90, chúng mình nó bị đứt đoạn mất một thời gian, cũng mất mấy năm rồi. Bây giờ là tổ dân phố là đang là một khơi dựng lại. Thế là tổ chức một cái lễ hội như thế này để nó lưu truyền về đời về sau này, về con cháu thì là rất là vui mừng. Không chỉ kết nối giữa con người với nhau, củng cố tinh thần đại đoàn kết, việc phục hồi lễ hội kéo song tại địa chấn Đạo Đức đã mang lại cho người dân nơi đây nguồn cảm hứng tích cực với tinh thần yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Những giá trị nhân văn của lễ hội còn góp phần giúp cho suy nghĩ của mỗi người theo hướng tích cực, giúp con người cân bằng trạng thái tâm lý, thắp sáng niềm tin và tình yêu cuộc sống ngay từ những ngày đầu xuân năm mới.